vị sô-cô-la đậm đà, ngọt ngào giòn tan. Mình không thể nào cưỡng lại được. Cắt, lỗi rồi, tôi xin lỗi. Những người ở phía sau tránh sang một bên. Tôi chưa từng thấy ai tới khu của mình quay quảng cáo hết trơn á. Công nhận nhìn hay thiệt. Chị ơi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị á. Bạn im lặng đi, xấu hổ quá à. Chị ấy chưa đủ đẹp để làm một ngôi sao, chỉ do chị ấy diễn xuất tốt mà thôi. Trời ơi, làm sao mắt mũi miệng có thể nằm gọn trên khuôn mặt bé xíu đó được vậy chứ. Snack choco, mình ước gì được ăn snack choco nguyên một ngày luôn. Snack choco à. Mọi người ơi, trong lúc đang quay xin mọi người hãy giữ im lặng. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Khay à, như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng cô có thể ăn ngon miệng hơn bằng cách bỏ bột sô-cô-la vào miệng được không? Thử lần nữa nha. Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa đạo diễn. Tất cả chuẩn bị, bắt đầu. Ngọt ngào, giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Cắt, bây giờ chúng ta chỉ còn quay một cảnh toàn phía sau nữa thôi. Mọi người cố gắng nha. Được thì cũng được rồi, nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đạo diễn ơi, chúng ta phải quay xong trước hoàng hôn đó, liệu có kịp không? Không còn lựa chọn nữa, để về hậu kỳ sửa lại đoạn này cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cuối nha. Hãy diễn gợi cảm và ngọt ngào lên. Máy quay sẵn sàng chưa? Diễn. Cắt, ai đang ở đằng sau vậy? Nè cô bé, con đang làm gì ở đó vậy hả? Là chị tới khu của mình quay phim kìa. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Mẹ ơi, con và Nurongchi được lên tivi nè. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại vị ngon của nó được. Ôi trời, cái gì vậy hả? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, ông là đạo diễn quảng cáo sao? Dạ, có chuyện gì không? Chị đã xem quảng cáo bánh snack choco chưa? À rồi, tôi mới xem xong. Nhìn con gái chị và bé mèo ăn rất ngon miệng nên tôi đã dùng đoạn phim đó vào quảng cáo. Hy vọng chị không thấy phiền vì điều này. Nhờ con gái của chị và bé mèo mà quảng cáo của chúng tôi đang rất ăn khách. Nên tôi có một đề nghị như vậy. Hả? Đạo diễn, ông mới nói ông muốn làm gì? Cái gì? Hợp đồng chính thức sao? Chuyện bạn nói là thiệt hả? Thiệt 100% luôn mà. Họ muốn mình và Nurongchi quay quảng cáo cho họ thêm lần nữa. Ý bạn là họ muốn bạn làm diễn viên phụ để ăn điên cùng phía sau diễn viên chính hả? Đừng có nói như vậy. Bạn còn chưa bao giờ được lên TV nữa kìa. Hả? Bạn nói gì? Mình không thèm chấp với mấy bạn đâu. Sẵn sàng diễn. Diễn tốt lắm, phản ứng rất tuyệt vời. Shadu, Nurongchi, hai đứa làm tốt lắm. Sao mà hai đứa có thể diễn hoàn hảo chỉ với một lần bấm máy như vậy? Dạ, tụi con diễn tốt lắm hả chú? Dĩ nhiên rồi, chú không cần phải quay thêm nữa luôn. Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurongchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. Mẹ sẽ giấu hết và chỉ cho con ăn mỗi ngày một túi thôi. Máy quay vẫn đang chạy đúng không hả? Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurongchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. 4.580 bình luận lận sao? Hơn 3.829.000 lượt xem và đang tăng lên nữa. Các bạn đã xem đoạn phim tạo nên cơn sốt gần đây trên cộng đồng mạng chưa? Đó là đoạn phim của một bé gái và một bé mèo với lượng người xem khổng lồ, vượt qua cả lượt xem của Gangnam Style. Và nó được dự đoán sẽ đạt 5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nè, sau khi xem xong quảng cáo tôi liền đi mua ăn thử. Bé mèo đó nhìn dễ thương quá đúng không? Mẹ ơi, nhìn kìa. Bé mèo này chính là em ấy đó, có đúng không mẹ? Thật sao? Chị có thêm quảng cáo mới hả? Nghe thích quá đi, quảng cáo dễ gì vậy mẹ?
À, là quảng cáo cho kem và mì ramen đó. Cha Đu sẽ là diễn viên chính trong quảng cáo mì ramen. Hả? Diễn viên chính hả? Bà xã ơi, anh đói quá. Đồ ăn ở trong nồi đó, anh tự lấy ăn đi. Hả? Mì ramen hả em? Mì ramen trên cả tuyệt vời. Hay quá. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngôi sao mới nổi đã tình cờ xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo Bé Chadu và Mèo Nuronchi. Chú chào hai đứa. Chú rất vui vì hôm nay tụi con đã đến. Nghe nói tụi con đang được nhận nhiều quảng cáo hơn. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên cho một diễn viên nhí, có phải không? Dạ, con và Nuronchi còn có cơ hội được biểu diễn trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới Phần 2. Tụi con sẽ vào vai em gái của người ngoài hành tinh và thú cưng của anh ấy. Thiệt luôn hả? Sao lại có thể như vậy được? Bực mình quá. Em gái à, đi ra nơi công cộng đừng có ăn giống người ngoài hành tinh nha. Không được ăn quá nhiều nữa. Không chịu đâu, đồ ăn ở trái đất ngon quá, em không dừng được. Ôi trời, thiệt là hết cách với em luôn. Thôi được rồi, nhưng đừng có ăn đồ ăn của bé mèo đó nha. Có biết không? Cắt. Được rồi, diễn tốt lắm. Để coi, cảnh tiếp theo chỉ có mỗi Cha Đu và cô S diễn chung thôi. Nuronchi có thể nghỉ giải lao. Chỉ có mỗi chị và cô S thôi sao? Nuronchi nè, giờ em hãy về phòng chờ trước đi, chị quay xong sẽ qua liền. Nuronchi ơi, chuyện xong rồi. Hả? Hả? Nuronchi. À, em trốn ở đây hả? Em đang ở đâu vậy? Tới lượt em rồi đó. Hay là em ấy đi vệ sinh ta? Em ấy đi đâu rồi không biết. Chú ơi chú có thấy Nuronchi của con đâu không? Không có, chú không thấy. Chadu à, đang làm gì đó? Con với Nuronchi mau qua đây đi. Dạ, chú chờ chút, tụi con sẽ qua liền. Tôi nghe đây. Ý con là bé Nuronchi bị mất tích hả? Con quay xong thì đi về phòng chờ, nhưng không thấy em ấy đâu hết. Tìm khắp nơi cũng không thấy luôn. Con bình tĩnh đi, đợi mẹ qua đó rồi mẹ con mình cùng đi tìm nha. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Không thấy, mẹ nghĩ là Nuronchi không còn ở đây đâu. Mẹ ơi, có khi nào Nuronchi đã về nhà rồi không mẹ? Con nghe nói mẹ có khả năng định vị rất tốt. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Mẹ ơi, chúng ta làm gì đi? Lỡ Nuronchi gặp tai nạn hay xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xin chào, tôi nghe đây. Hả? Con nói là con đang ở cùng Nuronchi sao? Xin hỏi bạn là ai? À, chắc bạn là Chadu phải không? Xin chào. Nè, bạn là ai? Tại sao lại mang Nuronchi của mình đi vậy hả? Mình là chủ của Nuronchi. Bạn nói cái gì? Mình là Nuronchi. Không, mình là chủ của Chi Chi. Tên thật của em ấy là Chi Chi. Làm ơn giúp con với chú cảnh sát ơi. Bạn ấy đã bắt cóc Nuronchi rồi còn đổi tên của em ấy nữa. Con sợ lắm. Hành động này chính là rình rập, quấy rối và có âm mưu bắt cóc người nổi tiếng đó. Đừng chần chờ nữa chú ơi, hãy mau đi lấy Nuronchi về cho con đi. Nuronchi à? Chúng tôi tới để mang em ấy về nha. Trước tiên bạn hãy nhìn tấm hình này đi đã. Cái này là Nuronchi lúc nhỏ mà. Mình đã để lạc mất em ấy, tìm suốt mấy tháng cũng không được nên mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã tình cờ xem được mẫu quảng cáo và nhận ra em ấy. Không phải đâu, Nuronchi là do ba của mình mang về. Mình đã nói rồi, mình mới chính là chủ của em ấy, bạn hiểu chưa? Không, mình không hiểu. Em ấy là mèo của mình, là bạn của mình, là gia đình của mình. Nuronchi, mau qua đây với chị đi. Em sợ lắm có đúng không? Nuronchi. Cô bé à, chú nghĩ đây là chủ cũ của Nuronchi. Nếu đã như vậy chú không thể lấy Nuronchi về cho con được. Phải, tôi nghĩ con bé cần thêm thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này sẽ không quay quảng cáo được. Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho con bé. Mình không nên nhận lời quay phim. Không
nên quay quảng cáo hay phim truyền hình gì hết. Nếu lúc đầu mình không nhận lời thì Nurongji đã không bỏ đi như vậy. Mình nhớ Nurongji quá. Thương chị quá, mà Nurongji cũng xấu tính quá đi. Dù gặp lại chủ cũ thì em ấy cũng đừng quên chúng ta nhanh vậy chứ. Chị ơi, làm sao đây? Em cũng nhớ Nurongji quá. Mẹ ơi, có thật là hôm nay nhà mình sẽ ăn bít tết không mẹ? Dĩ nhiên rồi, hôm nay các con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, vừa ăn vừa xem phim nữa. Shadow à, con muốn xem phim nào nhất nè? Con không biết, phim gì cũng được. Ai lại đem rác bỏ trước nhà mình vậy hả? Cái tiếng gì nghe quen quen. Nurongji ơi! Nurongji ơi! Con em về nhà. Mình ghét lông mèo. Ủa con gái, em Chi Chi đâu rồi hả con? Con đã gửi nó về lại nhà của Shadow rồi mẹ ơi. Nó đi ra ngoài khắp nơi, lại còn cào đầy tường nữa chứ. Ngày nào nó cũng làm con khó chịu á. Nhưng mà lúc đầu chính con nói là muốn mang em nó về rồi mà. Thì tại con tưởng nó nổi tiếng, sau đó con sẽ được lên tivi nữa. Nhưng mà người đạo diễn tìm không phải là con mèo đó. Nếu không có Shadow thì cũng không có ai đến tìm nó để quay hình hết á. Nè mấy đứa, ba thấy mình nên gọi cho nhà bên đó để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có được không. Ba đừng có gọi. Con không quan tâm bên nhà đó đã xảy ra chuyện gì hết. Nurongji đã quay về rồi, vậy là được. Ba biết rồi, ba không gọi nữa. Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Shadow, con mau dậy đánh răng đi. Ủa? Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Nữ hoàng đắc đối. Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy cây lau nhà cho mẹ, nhanh lên. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? Được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? Bye bye. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi, con nói thiệt mà. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt. Chị My My ơi, em lo quá. Nếu còn đánh nữa chị ấy sẽ bị gãy lưng luôn á. Em đừng có lo, lưng của chị Shadow khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Từ bây giờ, con hãy ở yên trong đó cho mẹ.
con bé này, tới giờ mà nó vẫn không thấy hối lỗi gì hết á. Mẹ ơi, con nói nè, thiệt ra con không đau lắm. Với lại lát nữa con phải đi chơi với chị Cha Đu đó mẹ. Tới nước này rồi mà con còn nói là muốn chơi với chị Cha Đu nữa hả? Mẹ ơi. Chị ơi. Chị Cha Đu, em đem cho chị búp bê nhồi bông nè. Chị ôm cái này sẽ thấy ấm hơn đó. Trước khi mẹ nhìn thấy thì em mau đợi đợi. Không sao đâu, mẹ đi chợ rồi em mới ra chứ bộ. Trời Mimi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho Cha Đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị Cha Đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có xa đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Khi mẹ nhìn thấy thì em mau đợi đợi. Mẹ không có ở nhà đâu chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè Nu Rong Chi, mau qua đây phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đơn đơn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị Cha Đu, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Baby, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị Cha Đu rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Cha Đu à, Mimi à. Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi. Ừ? Mimi à. Trời ơi, Mimi à, con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Mimi muốn làm người tuyết nên con biến em ấy thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa, mà chỉ thấy lạnh thôi. Em ơi, tôi phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, Cha Đu. Con không biết trời lại lạnh tới vậy.
rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Bà già mẹ nói đúng, chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét, con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu. Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Được rồi, từ giờ mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không cần sợ cái giá lạnh nữa. Để coi, tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đâu rồi? Chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút, mấy bạn có thấy chị của mình đâu không? Chị ra đâu á hả? Mình có thấy nè, chị ấy đã một mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Đây là dấu chân của chị Shadow nè. Chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Nghe tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị cha đâu? Chị đừng có quậy nữa, mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè cha đâu, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa, em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả? Lần nào chơi chung với chị em cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị chỉ càng đẩy em vào những rắc rối mà thôi. Cho nên em đừng tìm chị nữa. Chị Shadow ơi. Đúng vậy, làm tốt lắm. Cho Shadow không được quay đầu lại. Chị ơi. Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà tuyết của chị ngay. Chị Shadow, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao Ngu Rong Chi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Ôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết.
chị ơi, mau ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Thiệt là sao ba về trễ quá vậy? Ba ơi ba! À, trời ơi, sao con biết ba về lúc nào mà chạy ra đây để đón ba vậy hả? Cha đu à! Ở đây, khoan cha đu à! Cha đu à! Cha đu bánh mì! Thiệt là con thích đến vậy sao? Mẹ ơi, không đơn giản là thích thôi đâu, phải gọi là yêu mới đúng. Tình yêu với bánh mì kem của tiệm V của con đó. Bye ba, ba lại bị bỏ rơi nữa hả? Ê, chắc là vậy rồi. Còn anh nữa, sao lần nào nhận tiền thưởng anh cũng mua những cái bánh mì mắc tiền đó hết vậy? Anh còn dư bao nhiêu tiền nữa, đưa hết cho em. Ừ, rồi rồi, anh sẽ đưa cho em mà. Nó ở đây nè. Không phải vậy chứ, tại sao còn ít quá vậy? À, tại hôm nay anh mua hơi nhiều bánh mì. Em đã nói với anh là chỉ nên mua một cái kem cho con thôi, tại sao lại mua bánh mì cho tụi nó chứ? Ê mà, thì cũng mua cho các con ăn thôi mà. Ước gì mình được ăn bánh mì kem bự bằng cái nhà luôn. Lập tức đi về phòng học bài liền cho mẹ. Mẹ làm ổ bánh mì kem của con biến mất rồi. Shadow, con lên bàn ngồi học đàng hoàng đi, đau lưng bây giờ. Hôm qua con đã ăn nhiều lắm rồi, sao hôm nay vẫn còn mơ tưởng tới nó nữa? Con cũng đâu có biết đâu, chỉ thấy thèm thôi. Cái con bé này, không biết con giống ai mà lại xấu nết tới như vậy chứ. Con nghe nói con gái lớn lên sẽ giống mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ tính làm món gì vậy? Mẹ của tụi con đã nấu ăn được hơn 30 năm rồi. Nếu con nghĩ mẹ chỉ có thể nấu cơm, vậy thì mẹ sẽ chứng minh cho con là con đã lầm rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ tính làm bánh mì không? Đúng vậy, cứ chờ mà coi. Xong, bánh mì nóng hổi đây. Nhìn mấy cái bánh này ngon thiệt luôn. Khoan đã, cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc ăn đâu. Chị của con đâu rồi? Có ở trong phòng không? Gì vậy, hôm nay mẹ làm bánh mì sao? Ngửi mùi là thấy không ngon lành gì hết rồi. Trời Shadow, con đứng lại đó cho mẹ. Có giỏi thì đừng quay về nhà nữa. Hôm mà nó chạy đi đâu vậy chứ? Con nghĩ chị Shadow chỉ có thể tới một nơi thôi, chính là ở chợ đá đó mẹ. Trời Shadow, con đang ở đâu? Lập tức ra đây cho mẹ. Cái gì? Shadow đang ở đây sao? Tôi không biết là hôm nay con bé có đến đó. Cái con bé này, sao nó có thể ăn liên tục như vậy chứ? Shadow à, con tới rồi, sao không vô trong? Chú có chuẩn bị bánh ngon cho con nè. Shadow ơi, đến tiệm bánh của chú nữa nè con. Hôm nay chú làm bánh mì cà phê, con có muốn thử không? Ủa kìa, nè cho Shadow. Bạn ăn gì vậy, có ngon không? Trời ơi, bánh mì kem của tiệm V ngon hết sảy luôn đó. Hôm nay có bánh mới hả Shadow? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Mẹ ơi, thật ra là chị giỏi lắm luôn. Shadow chính là bánh mì. Bánh mì gì? Con đang nói gì vậy? Shadow bánh mì, ý con là chuyên gia về bánh mì. Vì không ai có thể hiểu biết nhiều về bánh mì như chị Shadow hết á. À, cô là mẹ của bạn Shadow đúng không? Dạ, con chào cô. Chào con nha, Danh Ghi.
lâu quá rồi không gặp con. Cô ơi, cô đang có việc gì ở gần đây hả? À, thật ra cô đang đi tìm Cha Đu. Dạ, tức là Cha Đu đang ở quanh đây sao? Vậy thì hay quá, con sẽ tìm bạn ấy và gửi thư mời trước mới được. Con định gửi thư mời gì? Dạ là nhà con sắp mở tiệm bánh nên con muốn mời Cha Đu đến tiệm nhà con. Cha Đu giỏi lắm, nếu như bạn ấy ăn và thích bánh nhà con thì tiệm bánh chắc chắn sẽ nổi tiếng đó cô ạ. Cô nói Cha Đu đến nhà con nha, được không cô? Mẹ thấy chưa, con nói với mẹ chỉ là chuyên gia bánh mì mà. Mẹ bánh mẹ làm hôm nay vẫn chưa qua cửa của chị đâu. Chào mừng quý khách. Xin hỏi bánh kem ở đâu? À, thì ra ở bên kia. Con muốn mua bánh kem hả? Tiệm đang có chương trình tặng 2 bánh mì kem cho bất kỳ khách hàng nào mua bánh kem đó. Con không quan tâm, con tới đây chỉ mua bánh kem, không phải vì bánh mì kem đâu, có hiểu không? Ồ, vậy sao? Ồ... À, xin chào quý khách. Hả? Đó chính là bác của Cha Đu mà. Xin chào, tôi đến rồi đây. Bánh hôm nay nhìn ngon quá cô ha. Dạ. Cái gì vậy? Cảm ơn cô nhiều, chúc cô một ngày tốt lành. Thôi tôi đi về đây. Kỳ vậy, sao chú ấy chỉ một cái túi ni lông không vậy? Bà ơi bà, tôi muốn mua 10 cái bánh mì kem. Gì chứ, chú ấy mua bánh mì lề đường bỏ vào túi của cửa hàng sao? Bà biết không, mấy đứa nhỏ nhà tôi thích bánh mì của bà lắm đó. Coi cơ, cái chú mua túi ni lông có mua bánh mì ở đây không vậy cơ? Con hỏi làm gì? Chuyện này rất quan trọng, con cần phải biết để xác nhận xem mọi người có bị lừa hay không. À, ông ấy chưa từng mua ở đây. Trời đất, tin bất động trời. Cái gì? Ý bạn là thời gian qua tụi mình đã ăn và tung hô bánh mì đường phố rẻ tiền hả? Bạn vừa phải thôi nha, sao lại có thể bịa ra chuyện như vậy chứ? Anh Huy à, bạn có hiểu làm gì không? Nè, nếu mình mà nói sai, mình sẽ làm người hầu cho Cha Đu mãi mãi luôn. Bạn nói gì đi Cha Đu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải nói gì đây, mình ăn thấy ngon thì nói với bạn là ngon, mình đâu có biết là nó là đồ rẻ tiền. Cái gì? Bạn đã nói bánh mì kem của tiệm B xứng đáng với cái giá cao, bạn còn nói nó có đầy đủ hương vị nữa mà. Thì ý mình là... Đó, thấy chưa, mình biết ngay mà. Cha Đu thì làm sao có thể có khẩu vị thượng hạng được chứ. Anh chỉ mua bánh mì lề đường thôi thì sao tiền còn dư lại ít như vậy hả? Chuyện đó thì... Thì cái gì? Anh nói mau. Có phải mẹ cũng nghĩ mình là đứa xấu xa không? Chào mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã đến. Xin chúc mừng gia đình bạn. Trời, không cần màu mè vậy đâu. Chào bạn Dan ghê. Nhờ, Cha Đu, bạn cũng đến hả? Chúc mừng nha. Ồ, tiệm bánh nhà bạn đẹp quá Dan ghê à. Ồ, hả? Hàng dùng thử hả? Mình lấy một miếng nha. Bạn cứ tự nhiên. Mềm nhưng không hề bị bở mà lại còn rất dai nữa chứ. Trứng, kem và bơ hòa quyện với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái bánh này thật sự ngon quá đi. Bánh mì này thật sự rất tuyệt vời. Hả? Thật vậy hả? Đợi ăn bánh kia xong mình sẽ ăn thử nó nha. Vậy cũng được. Mà thôi, giờ mình phải về rồi. Có gì tụi mình gặp nhau ở trường nha. Thiệt là không biết tới chừng nào mới hết mưa nữa. Em mang dù tới cho anh rồi, xong việc thì xuống đây nha. Em đang đứng trước văn phòng. Ôi trời ơi, thì ra đây chính là chỗ mà anh ấy hay mua bánh mì về cho bọn nhỏ.
Thiệt là sao cứ mưa hoài vậy không biết nữa. À, của bác nè. Bác ơi, trong cửa hàng còn dư một cây dù, bác có muốn mượn không? Ờ, không cần đâu, cô tặng tôi những ổ bánh mì này đó là quý quá lắm rồi. Hả? À, bác đừng bận tâm, bánh nướng này không được đẹp cho lắm nên không thể bày bán trong tiệm nên nhờ bác vậy. Họ đang nói cái gì vậy? Tôi không biết làm sao để trả ơn cho cô nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha. Nếu bác cứ nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi vô luôn đó. Chúc bác một ngày tốt lành nha. Bác ơi, cho tôi hỏi, số bánh mì kem này là cô ấy đưa cho bác hay sao? Trời, cô thấy rồi hả? Nhìn nó hơi xấu xí nhưng hương vị như của tiệm luôn. Mặc kệ mấy người đó nói gì, bánh mì này vẫn là ngon số 1. Khi vừa nhìn thấy chủ nhân, thần đèn nói rằng sẽ ban cho Aladdin 3 điều ước. Nhưng Aladdin là một người tốt bụng, cho nên đã dùng điều ước cuối cùng để giải thoát cho vị thần đèn khỏi cây đèn. Cuối cùng Aladdin trở nên giàu có và sống rất hạnh phúc suốt cuộc đời với công chúa xinh đẹp. Thần đèn. Alo, Minchi nghe đây. Minchi hả? Nhà của bạn có cây đèn dầu nào không? Bây giờ không còn ai dùng đèn dầu nữa đâu. Chán ghê á, ước gì có cây đèn phép thuật giúp mình giàu có. Mình vừa mới đọc một câu chuyện nói về vấn đề này đó. Nhưng đó là chuyện cổ tích mà, Chadu. Cũng đúng hả? Chadu à, con có đồ gì không xài nữa hay không? Nếu con có thì mau mang ra đi hết đi. Mẹ đem bán bớt chứ giữ quải trong nhà chật lắm con. Dạ con không có. Không có hả? Vậy những thứ con chất đầy trên cái thùng ở trong phòng của con là gì đây? Có phải của con đâu, là của ba Bi hết đó. Mang hết đống đồ này ra sân cho mẹ đi, lát nữa mẹ mang bán. Sao lúc nào mẹ cũng kêu con làm mấy cái việc này vậy? Con nói cái gì á? Dạ con làm liền mà. Thiệt là sao lúc nào mẹ cũng kêu mình làm mấy công việc nặng nhọc không ạ? Chắc mình là con nuôi rồi. Hả? Đây là gì vậy ta? Cái này hình như nhìn có chút giống cây đèn thần ở trong truyện á. Mẹ ơi, đây là cây đèn hả mẹ? Đèn cái gì mà đèn? Cái đó chỉ là một cái ấm cũ mà bà cố của con đã từng xài qua thôi mà. Mẹ không còn xài tới nữa cho nên định đem bán luôn đây nè. Thiệt là không phải đèn hả mẹ? Ủa? Ai gọi vậy ta? Tiếc rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là cây đèn dầu chứ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống cây đèn vẽ ở trong sách mà. Nếu như đây là một cây đèn thì chỉ cần chà chà nó giống như vậy rồi bùm một cái. Cái gì? Ông ấy đã xuất hiện sau khi mình chà lên cái này. Cho ông xin lỗi nha cô bé. Ông dọa con sợ đúng không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Con hỏi ông đó hả? Để ông nhớ coi, bình thường người ta vẫn hay gọi ông là Genie. Dạ, Genie sao? Ông thật sự là Genie hả ông? Đó là vì tên ông kết thúc bằng từ Gene mà. Nhưng nếu ông là Genie thì sao ông già quá vậy? Cái con bé này, ông không già, ông chỉ hơi lớn tuổi thôi. Mà con đang nghĩ cái gì vậy hả? Phải rồi ha, Genie chắc cũng 100 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Chà, còn có nhiều đồ cũ quá ha. Cái ấm này còn xài không? Nếu không thì cho ông đi. Cái này sao ông? Ông thật sự muốn có nó hả? Tất nhiên rồi, nhưng ông cần đánh giá xem ông phải trả cho con bao nhiêu tiền. Ý ông là những điều ước của con sao? Có điều ước. Nếu con muốn nghĩ như vậy cũng được. Con gái à, mau đưa nó cho ông. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Chừng nào ông thực hiện cho con 3 điều ước xong con sẽ đưa. Ba điều ước lận. Con đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng tại sao con lại cần những điều ước này? Con phải kiểm tra trước xem ông có đúng thật là Genie hay không cái đã. Cho nên điều ước đầu tiên của con chính là con
muốn có một chiếc xe đạp, ông tặng xe đạp cho con đi ông. Ờ, một chiếc xe đạp. Dạ, điều ước đầu tiên của con là có một chiếc xe đạp. Ờ, một chiếc xe đạp sao? À, cái này ông không có. Nếu như ông có thể làm cho những điều ước của con lần lượt trở thành sự thật thì con sẽ dùng điều ước thứ ba của mình để giải ước. Ông ấy đi đâu mất tiêu rồi? Nhưng mà ông đã nghe được những gì con nói rồi có đúng không? Dạ dạ, tôi đang định gom bán hết mớ đồ đồng nát ở trong nhà đây nè. Nếu bên nhà chị cũng có thì cứ mang hết qua đây bán chung với tôi luôn cho tiện. Dạ, gặp chị sau nha. Ủa Shadow à, sao con giữ cái ấm của bà cố lại làm gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, đây không phải là cái ấm bình thường đâu. Chúng ta không thể bán nó được, nó rất là đặc biệt đó. Mẹ biết, nhưng bà con đã nói là mẹ có thể bán nó đi mà. Dù con có giữ lại cũng không xài nữa đâu. À, nếu như mẹ đã không cần nữa thì con sẽ giữ nó. Hình như là lúc biến mất ông ấy cũng không nói là khi nào sẽ quay trở lại. Trong này không có cái gì hết. Sao kỳ quá vậy? Chắc là ông ấy đang đi lấy xe đạp cho mình. Thật sự có một chiếc xe đạp kìa. Đây là tất cả những gì ông có đó. Nhưng mà ông ơi, sao chiếc xe này lớn quá vậy? Với lại nhìn nó cũng mềm nữa chứ. Tuy cũ nhưng nó vẫn còn dùng được. Chờ con cao hơn một chút là có thể đi được rồi. Có lẽ ngay từ đầu mình nên ước rõ đó là xe đạp dành cho trẻ em. Dạ thôi không sao đâu. Nói điều ước không rõ ràng dẫn tới sai lầm là lỗi của con mà. Cha Đu ơi, vô đây mẹ nhờ chút nè. Dạ con nghe rồi, mẹ chờ con một chút. Ông ấy lại đi đâu mất tiêu rồi? Cái này mẹ soạn rồi, con mang ra ngoài sân để đi. Nhanh lên. Mẹ à, mẹ đừng kêu con làm mấy công việc này nữa. Ý con là sao hả? Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ mang về cho mẹ một đống tiền nhiều ơi là nhiều luôn. Con bé nó bị gì vậy cả? Tại sao ông ấy lại không xuất hiện chứ? Này, ông Ginny ơi, mau xuất hiện trả điều ước cho con. Chào con gái, con kêu ông hả? Ông ơi, tại sao ông lại đi chậm quá vậy? Lẽ ra ông phải xuất hiện ngay khi con vừa mới chà tay vô cái ấm này mới đúng chứ. Ông xin lỗi nha, tại ông có việc bận mà. Ông ơi, bây giờ con có điều ước thứ hai dành cho ông đây. Còn nói gì, một điều ước nữa sao? Điều ước đó chính là hãy giúp con trở nên giàu có. Giàu có hả? Cụ thể ý con là gì? Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì con muốn ông đưa tiền cho con. Hả? Phải đưa tiền sao? Nếu vậy thì ông phải tính toán cái đã. Đây nè, ông trả như vậy là rất rộng rãi rồi đó. Thiệt luôn kìa. Ông ơi, cái sắp này cũng dày quá đi. Trời đất ơi, tuyệt vời quá. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên con cầm trong tay số tiền lớn tới như vậy đó. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ con đã vui chưa? Dạ đúng rồi ha. Ông ơi, ông đứng đây chờ con một chút. Được thôi, ông cũng không định đi đâu. Mẹ ơi mẹ. Đây là gì? Mẹ cứ cầm số tiền này và mua những gì mình thích đi mẹ. Đây là tiền của con đó. Shadow à, ở đâu mà con có nhiều tiền quá vậy? Ủa? Không không không, cái này mẹ không cần phải biết. Một cô gái tốt sẽ luôn đặt hạnh phúc của gia đình mình lên trên tất cả mong muốn của bản thân. Sơ sơ cũng 10 tờ, vậy là khoảng 10.000 won á nha. Quang không? Bây giờ điều ước thứ hai đã thành sự thật rồi. Mình nên dùng điều ước thứ ba để giải phóng cho Ginny, giống như trong truyện vậy đó. Hay là mình ước thêm một điều khác nữa ha? Thiệt là khó nghĩ rồi. Chào mẹ bọn trẻ. Dạ chào ông Ginny. Đây là toàn bộ số đồng nát mà tôi gom được cho lần này. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Vậy hôm nay ông định sẽ cho tôi bao nhiêu bắp nổ đây? À, cái đó hồi nãy con gái yêu của cô yêu cầu tôi đưa tiền, cho nên tôi đã đưa cho cô bé 10.000 won. Ôi trời đất ơi, ông đã đưa tiền cho nó sao? Ôi thì ra là như vậy. Tôi cũng đưa thêm cho con bé một chiếc xe đạp cũ nữa. Cô cứ giữ lại mà xài đi. Có vẻ con gái cô thật sự muốn có một chiếc xe đạp đó. Chiếc xe đạp ở trong sân là của ông sao? Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm. À, không không, cô không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đang định bán nó cho bãi phế liệu. Nói thiệt là tôi cũng không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải nữa. À, không cần, không cần đâu mà. Cha đù ơi. Ôi trời. Ôi, con bé ngủ mất tiêu rồi. Thì ra con bé nghĩ nó là đồ cổ cho nên mới khư khư giữ lại như vậy. Mình phải đem bỏ cái này trước khi con bé thức dậy mới được. Trời ơi, nó biến đâu mất rồi. Cây điện thần. À không, cây ấm của con biến đâu mất tiêu rồi mẹ ơi. Con bé bị làm sao vậy? Em cũng không biết. Cái con bé này, mình linh cảm nó sẽ nói ra cái điều gì đó rất đáng sợ. Con không biết đâu, không biết đâu. Con vẫn còn một điều ước thứ ba chưa kịp ước nữa. Nếu như dùng điều ước đó để trả tự do cho ông ấy, không có thể nhận được vàng bạc trang sức và nhiều thứ khác nữa. Đèn thần của con, cái ấm của con, trả lại cho con. Mắc cười ghê, cái ấm đó có gì đặc biệt đâu mà sao con bé cứ làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Chắc là cái ấm đó có ý nghĩa đặc biệt với con bé này nó mới như vậy. Cái ấm cũ rất như vậy thì có ý nghĩa gì đặc biệt với nó? Mua ve chai đồ máy tivi hư cũ đồ ban này. Khoan đã ông ơi, chờ tôi một chút. Ông ơi, chờ tôi một chút đây. À, thời tiết hôm nay đẹp quá, có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn đứng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đạp lên chân của mình nữa. Nhưng mình không có cố ý mà. Đừng bắt là sợ. Thiệt là chơi chơi đu kiếm sân đó. Hai em bao giang lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình. Cho nên cô đã quyết định. Cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thực sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần đầy đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Thần hộ mệnh. Lên đi. Chào bạn Chadu. À ha, chắc bạn bốc trúng tên Chadu. Có bao giờ bạn chào hỏi Chadu đâu? Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa nhưng mà là mình thiệt á hả? Thôi đi, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Ủa? Đúng là đám trẻ con. Các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình để giỡn đó, mình có đem thêm nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm
về chủ đề mà cô đã cho tuần trước, các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minji à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị, Chandu à. Nhưng mà Nam Trâm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được, giống như vậy nè. Cái đó có thể dơ tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mọc đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ? Bạn bốc thăm trúng trà đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào. Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra. Được rồi, bạn ráng chịu đau nha. Không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đạt Ghi. Chandu à, bạn có nhà không? Tụi mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi vậy? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy Chandu chính là thần hộ mệnh của Yun Sức có phải không? Ây cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thật sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhanh đây nè. Gài đó. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận đó. Chandu à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Chandu à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Chandu đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi. Chandu đâu rồi? Nhưng tại sao chỗ này trơn quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi được một tí ra. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, khó trọng hơn á. Nè Yun Sức à, mau bỏ mình xuống đi. Bỏ xuống ngay. À.
thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Cha Đu ơi, bạn có sao không? Tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường, chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. À, cha cha, nhìn cha Đu thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên. Chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Ủa? Nè Đôn Đôn, mau xóa cái đó đi. Cô chào các em. Hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ. Yeah. Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Lee Yun Suk. Mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp đó, không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Trời cha Đu, mình đã cứu bạn ấy. Anh Huy, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Minchi và viết tên của cha Đu rồi. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó, nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, Cha Đu và Đôn Đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả? Hello가는 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 그림 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 샤랄랄라랄라 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레 줄 거야